Chị đưa tô cháo cho ông bác, hâm cho bà bác. Con có đem tô cháo qua. Ủa, chuột nấu cháo dám ăn không vậy ông bác? Đó không đổ. Hả? Không hả? Ông bác ăn không? Ông bác? Bây giờ bà bác không có dám ăn cháo chuột. Buổi chiều nay, buổi chiều nay mình cán cái đó đi, rồi đợi chút nữa cộng tiền rồi cái đi đi mua tôn về đóng thêm phòng. Nước nó tạt vô rồi đó. Mưa. Anh Bình em ra anh Bình. Thì sao anh ba? Trong đó chừa lại cho trong nọ trong hết đâu. Rồi vậy đi. Để xi măng không trong cái lửa. Mấy em trộn. Nam ơi. Nam mình trộn bò hồ cho anh ba với cái điệu dọn mấy. Mưa đi trộn. Bắt lên đi cho sáng nè. Lấy bao rồi. Sáng giờ ăn cơm chưa bà bác? Bữa nay khỏe không? Tụi con bữa nay lại làm cái phòng cho xong. Chứ chán rồi làm sao. Ngày mai mới làm trên nóc đó nha. Hiện tại thì ông trời ổng mưa gió quá chừng á. Dở ra thì cái nhà nó mưa cái nó tạt hướng đó vô hết luôn. Nên phải canh trong trời nắng mới làm được. Hiện tại là mình còn nhiêu cát nè, đá nè, thì cái này chắc không có hết nổi, chứ còn 3 bao xi măng nữa. Thì mình làm từ dư tới dư rồi đó, mà dư chắc cũng không nhiều. Rồi còn dư 1,5 khối cát cỡ đằng giữa vật tư với 3 khối đá. Ngày hôm qua mấy anh em buổi chiều có chạy lại đẳng tính sổ rồi lấy tiền lại rồi cả nhà. Rồi cái số tiền đó mình sẽ đi mua ton về để mình đóng cái phòng cho nó gọn. Em ơi, giờ đi ra đây mình cộng tiền đi. Mấy thùng? Ha. Ra đây nè em, ra đây nè làm cho để anh em đi ra đi vô. Ở đâu? Đây hơi tối. Mình cộng hết trơn là số tiền của bác Trang là giao cho gia đình mình là 12.500.000. Rồi em cộng hết trơn lại là hôm nay mình xài bao nhiêu. Rồi cái tiền vật tư người ta trả lời mình nhiêu là nói cho rõ nha. Em cộng tiền nhà trong đây lại đi rồi mình lấy cái số đó chờ, lấy 12 triệu trừ cho số đó. Dây chì với lưỡi cưa đó 184.000. Đinh với bay 73.000. Tôn với bắn, tôn với dít rồi đó. Mấy cái này thì mình có chia sẻ video trước rồi đó. 2 triệu rồi. Cộng luôn. 2.044.000. 3 bao xi măng. Lấy thêm 3 bao xi măng. 225.000. Đúng rồi. Cái này là tiền cát đá. Bữa hổm là mua 5.250.000 rồi mình trả lại là trả lại. Không, cộng cái số này đi rồi cái trả lại chút tính sao. Mình thôi kia chặn cũng được. 250.000. Là bằng ra bao nhiêu tiền? Chưa còn nữa. Chụp cái tre. Chụp cái tre. 200.000. Cái vườn này đồng không hết rồi. Với mua đồ ăn 2 ngày 700.000.
là bữa mua vịt quay với mua thịt đó nè. Rồi đó. Là nhiêu? 10.476.000. Ồ, cái điện thoại nó hư. Nó bị sọc quá. Thì số 10 đó, 10.476.000. Rồi em lấy 12 triệu đó em chờ. Trừ ra cho 10.476 thì còn nhiêu? Còn nhiêu? 2.024.000. Với cái số tiền dư ngày hôm qua của vật tư dư trả lại, tổng trả lại 2 đây này, dư là ngày hôm qua 1.675.000. Ừ. Số tiền người ta trả tiền vật tư lại đó cả nhà, 1.675.000. Ừ. 675.000 là tổng cộng là còn 3.699.000, tính còn 3.7 đi. Ừ, rồi. Là còn đóng hồ là 3.7. Còn 3.7, giờ gia đình mình sẽ đi mua tôm. Tôm mình đóng cái phòng. Có mua gì thêm không anh em? Cái đinh đó. Cái đinh nhiêu? Đang đi nướng tôm đó nha. Đinh tôm. Có đinh sẵn mua gì đó. Bữa họ mua 2 bịch đinh. Ủa rồi nãy Thắng Liệu kia mua cái gì? Mua cái đầu mà bán tôm đó, bán tôm đó. Cái đó nữa Thắng Liệu biết, Thắng Liệu mua giùm đi, tôi không biết đâu. Ha. Đâu cái này là làm gì sao nè. Đợi anh cái em ơi. Anh ba lấy cái giấy em ơi. Ghi bằng điện thoại lại đi để anh hầu quên nha. Mình làm cái đường đi, bẻ 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 co qua đó rồi coi có cái chừa cái rãnh lại cho đẹp đẹp nghe Thắng Liệu. Nếu mà lắng lắng ở sao đấy thêm một chút nữa thêm cũng được, biết không? Đổ co vậy luôn hả? Đổ co luôn á. Đổ co luôn. Ừ. Nghe ông bác ơi, mình đổ, ủa gì rồi nó dính đường nước không ta? Không, cái này là đường nước, này là đường nước làm sao? Thì đổ tới đó cái mình lấy miếng dán dựng đó cho nó có cái chặn đẹp đẹp á, đừng có lại á. Đổ tới đó là cúp qua đây thôi, đây hỏi à. Trong đó thì có sẵn rồi khỏi. Ha. Này đợi im bảo anh em mới làm được ở trên. Chứ ở trên giờ nếu dở ra thì nó tặng cái một hết cái nào nghe cái đầm không được. Ừ. Anh ba trước trộn hồ. Ba miếng sao? Ba miếng 2.5 m hả? Ừ. 6 miếng là 2 thước. Là 9 miếng hả? Mua chẳng 10 miếng không? Sợ có thiếu đủ gì không? Đó thì cũng 8 miếng này nó dư rồi. Rồi rồi, 9 miếng này. 3 miếng 6 miếng 2 thước, có ghi lại rồi để giờ anh đi nè, giờ đi mua luôn đó. À, ai giữ điện thoại nha, nếu mà người ta kia chở anh thì điện chạy qua chở nha anh Bình. Cái anh Bình ơi, cái đường ra sau đó mình đổ hơi dài dài một chút đó, cho nó chắc. Cái đường ở ngoài đó. Còn tỏi làm gì đó? Đổ mấy bao tỏi lấy ăn luôn. Ừ. Ở nhà của ông cụ là cụ nếu làm lại lọc đầu lại hết thì nhìn thấy nó đẹp lắm ấy, nó gọn á. Hai chồng đi giờ bà anh đang đi mua con. Chỗ mua con. Cái này là một miếng 2.5 m là mình tính ra nhiêu tiền? Mét vậy là 60 mấy ngàn, 65-67 ngàn. Tính thử anh ra nhiêu chút. Rồi đi vô bếp bếp cái nước đi. 3 miếng 2.5 m hả? Với 6 miếng 2 mét.
vô heo theo cái báo giọng rồi cộng cộng tiền hết chứ theo cái phần đó coi ra bao nhiêu đâu ở đâu chú ba miếng 2,5 m với 6 miếng 2 m 2,5 kg hả? Em lên đây nhỉ? Ba cắt được rồi, chỉ là 4 chắc là 4. Rồi mấy mét, 2,5 m 3 miếng với 6 miếng 2 m. 2 m hả? 2 m 6 tấm. À, dạ 2 m 6 tấm phải không em? Cái này mình có dao. Giao đường Tôn Đức Thắng hẻm 744 rồi lại đó đi lại đầu hẻm đi con đón số điện thoại 0768 894 339 dạ chiều 307.000 nổi thêm nữa là chiều nè thêm là cái gì 500 đồng ký nữa 300 với 7.000 lẻ nữa đi đánh độ qua sậu bị chết nè cắt cái này chị muốn về bản đó được rồi mình mua thêm cái khác nữa cho bà bác chợ Sóc Trăng buổi chiều 85.000 qua đó luôn đi em và mua ít xú đó cho bà bán đó bên đó đó mua nửa ký đi con hỏi coi nhiêu nha tép thẻ cũng được thẻ bự đi thẻ đó 1 ký nhiêu chị thẻ cho lấy 200 thôi 220 lấy 200 thôi nửa ký đi lựa mấy con tươi tươi á cái này là mua cho bà cụ đó nha hai mấy em có đem cháo chuột qua nhưng mà bà cụ không có ăn luộc luộc cho bà cụ ăn liền luôn á ủa rồi cái này chị cái nào có chặt với 300 mất quá hả đi tới đi tới đi 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 lẹ lên lên anh em đi đi à giống như bữa hổm của ai đó bữa hổm kia ờ à, kia nam kêu nam kéo lên nam hô nó leo lên bờ luôn à nó ủa anh xin kêu em leo lên mà thịt đó vậy là được rồi rồi mình mua miếng gì nấu canh nữa là được rồi em ơi cho nó gọn qua mua bí đao đi nấu canh cái nữa được còn cái con tép đó thì luộc cho ông cụ bà cụ ăn liền chơi đi nha yeah. Anh em mình chiều nay ăn thịt rồi vậy được rồi thì ăn chung nhưng mà bà cụ ăn hết cho ăn con tép đi bự vậy nó mới ngon đó
qua bên đây mua vài cái bí đao với vài ngàn hành nữa là nấu nồi canh là được rồi. Nãy vô anh có thấy chỗ này bán bự bự không? Con sú bự bự lắm mà nè, cũng tươi xanh đó. Về cái đó em hồi em luộc liền á, rồi cái em đem muối ớt chanh, muối chanh thôi đừng có ớt, qua cho bà cụ ba ăn chơi nha. Ừ thì về nhà đó luộc, nhà ông cụ luộc cũng được vậy. Mua đâu mua đồ chỗ cái chị quen này nha. Đây nè chỗ này nè, chỗ em anh mua chanh dây mà. Bữa hổm hứa xà xả tóc gì đó, bữa nay xả không? Em có tóc siêu rồi. Em có da hay bầu? Bầu. Bầu cũng được. Dân sinh đoàn gia đình của tôi gì cũng được. Ta đăng video hôm nay rồi. Được rồi em ơi, ít. Chỗ này em ghé mua hoài mà. Không cho nỉnh ha, mấy con ghê tao bay tao bại. Trời ơi, có 20 ngàn mà bảo bạn cáo tới 40 ngàn kìa. Mình yeah. Lên đây tập. Ở này không có sao bóng đâu. Đây có nè. Đây là sắc sẵn. Mua 10 ngàn được rồi. Sắc này phải không? Rồi kể đi. Cào pháo. Để qua đường này. Chỗ nào mua ly nước uống, khát nước. Tốt hơn chút nhưng mà nó ok hơn. Em lại kiểm tâm nha. 35 chưa? Thôi khỏi lấy cái to em đếm miếng là được rồi. Con kia em đếm con đủ chưa cái cho cô chú. 2 4 6 miếng, 2 miếng, 3 miếng, 3 miếng. Rồi, hợp lại. Nhân đủ chưa anh Bình? Thôi em lo mấy con tép mấy con tép nó đi. Đi. Dư cát à? Vậy là dư cát rồi, anh Bình. Anh Tỏi.
tình hình Biển Đông sao rồi cho coi cái rồi. Ra đi ra đi con á. Cho bước kia con. Ôi chán luôn hả? Ra lấy dán lốt nha cái con ba. Cái này cái con cống này được rồi đó. Này cái đường đi ra. Để bước ra đó cái liệu quay cái đường đi ra. Cái này mất cho tôi bước đi. Bước chỗ nào được không bước. Bước chỗ nào bước chả được bước đi. Bước đâu cũng được. Ờ đổ thế này. Đây mình nè. Bà cụ bước qua đó. Chán gì đi nó sạch. Dẹp mai dẹp bông hết hả? Dẹp, dẹp mai bông rồi dẹp hết hả? Dẹp hết. Sạch luôn. Bà đồ hộ yếu nữa. Đồ chín giỏ không đổ. Đồ chín giỏ thất liệu luôn. Mà giống án em đổ chín giỏ luôn đó. Vậy là im nha ông bác. Ông bác ơi, vậy là ngon lành chưa? Hết dơ rồi. Ở phía sau này mình không cần láng cho giữ đâu hả Liệu ơi. Vậy hả? Ừ, láng quá nó trơn nha. Cái này thấy láng quá nè. Cái đó chừng heo á. Hả? Chừng heo nữa. Hồi ba cái lá tre nó gớt vô cũng vậy à. Ba cái gì? Lá tre. Cái cảnh của người đó vậy nó nửa sau này mê xuống cái lông chân dữ vậy. Ừ, hồi lại nè. Ê, nó liệu hồi gặp xíu 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 hết đi. Nó mưa nè, đóng lông. Hết chưa? Còn thêm được bao nữa. Ừ, cái lông em không bắt được vô rồi. Nước tại cái lông em. Vô chồng. Cái lông em bắt xuống dưới, bỏ qua cái cây đó. Cái cây trẻ, cái xanh xanh đó. Bước lại đi. Để cho tôi làm nữa. Không dọn sao hết. Vậy là đá ok ha, đá vừa đủ ha anh mình. Dư cát. Chở xe đó là đủ luôn. Dương ba xi măng nữa nè. Ba xi măng nó hợp đấy, nó chỗ này rồi. Đúng rồi. Được chưa? Được, chưa sát, chưa chỗ mà. Ủa sao nãy mình không bắn sóng này? Sóng trên hả? Đâu phải lập nhà đâu mà sợ vậy. Bắn sông chồng mới chắc chứ. Đây vách này sao để người ta bắn ở đây nè. Nó cho lợp nhà mới bắn sông trên. Ừ, cái bắn ta bắn này cũng được mà có gì. Nó không tới á. Không tới được. Đó, mà không có gì định chưa. Nó gò lủng hết lỗ rồi. Làm đi em ơi, gần rồi. Ăn bên. Này thì bắn có mấy ngốc đâu mà. À, trời ơi, đẩy. Đẩy cái vỏ lại. Đẩy luôn, đẩy luôn. Điều lại, rồi. Đẩy. Mang vô mắt cá anh ba đi nha. Lên em ăn nữa mà. Không, cái xe nướng nhà nã tụi băng lên luôn. Nghĩa lên trên kìa.
quay đầu lên trên đó. Ừ. Hắn liệu phái cảm giác chúng cái cày á. Chíp. Nó bắn được chúng cày á. Cái này nó cái nữa rồi. Mũi rồi. Cắt con to. Cái cây trồng nhỏ à. Rồi to. Miếng này. Để bắn miếng đó rồi. Này chắc dư ra một miếng hai miếng này đó nha. Dạ lên. Hai miếng nè. Không tới hai miếng, một miếng rưỡi. Gì nữa làm cái làm cái cửa như sao? Dỡ ra. Cái này vô trong. Dỡ ra. Cứng nhắc phải không? Màu đá mình bắn xuống cái là cứng nhắc. Góc đó bắn xuống luôn á. Để cái đó vô bắn xuống luôn. Hết nhúc nhích luôn. Vài bữa hồ nó chết hẳn hay dễ gì nữa. Ha. Cái miếng này lau vô trong đi. Lấy vô trong luôn. Hay quá. Con số. Không có tiêu chuẩn. Bác. Bác. Ăn con này đi bà bác cho nó còn nóng. Bác lột cho bà bác đi. Bà gọi. Bảy cơm cho bà. Em lột đi. Em hạp với em luôn á. Hạp á. Hạp với em luôn. Bẻ cái tôm vô. Trời ơi. Đúng rồi. Thấy không? Ngồi xích lại bà bác. Ngồi xích lại. Càng hay quá. Đây ra ra. Mới được nóng hổi. Con gió vô 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 chỗ đi. Ăn con chơi đi. Còn nhiều lắm. Cũng sợ lắm là không bắn cái đầu nó trước thì bắn mẹ thêm. Ừ. Đưa máy đi. Bắn đầu nó trước đi. Máy ốc kìa. Ăn đi bà bác. Bà bác ăn đi. Con này thật chắc đấy. Đẩy lên. Được. Rồi.
Để chế mình đâu mà quý vậy chứ nữa đâu có lo. Để lại cho nó vô câu em thôi. Gần rồi, dư miếng ra chắc nữa để làm cái cửa. Để làm... Ờ đúng rồi. Cái cây liệu quá, cây hay nè. Hay thì trời, con ruột cũng hay luôn. Thánh liệu mà cái gì không hay. Thánh liệu. Ăn đại đi bà bác, còn đó. Ăn cho ngon miệng đi. Không. Ăn tên bà bác. À, bà bác nói ăn cái này với cơm mới ngon đúng không? Nói gì vậy lắm? Tại bánh tối đi ăn lương. Thả lọc xin lên, ôi xin lên, thả lọc xin lên. Không quen ăn chơi. Không quen ăn ăn chơi á. Ăn đại đi. Ăn đại đi bà bác. Bác ăn đi rồi hồi lấy cơm ăn sao? Nhiều lắm. Chấm này nè cho nó mặn. Không quen ăn chơi á. Cũng như ít có ăn chơi rồi nói sợ nha. Cái bánh tốt luôn không nghe. Lột hết luôn đi em. Ăn chơi luôn đi em bác. Thì nó hả? Ok không em? Chắc không? Nhìn thấy thẳng gan ha. Bắn ra lưới bổ không được. Làm cơm đi. Có Mỹ Lan nè không? Ờ, kêu Mỹ Lan làm tiếp đi. Rồi em đi làm cơm đi. Em đi làm cơm đi. Cảm ơn em đã hoàn thành nhiệm vụ. Ăn mạnh vô mà. Lọc hết luôn đi em. Lọc. Ăn với bà bác luôn đi. Dọn đồ luôn vô luôn ha anh. Để cái đó gọi đi mình tính nha. Cái gì? Hả? Đi bạn đi chị. Nhìn nhỏ. Vậy là mình sắp xong rồi phải không ta? Còn miếng nữa rồi phải không? Còn miếng nữa là ok phải không? Đẹp quá. Tức thời luôn ha. Đẹp luôn. Ai không nhìn nó nào đó, em đi không đọc. Ờ, đắp vậy cũng được. Mà hơi xấu chút. Cao. Dép lại ở ngoài, để cho nó phục ở ngoài.
Nói vậy chứ nãy giờ là anh Bình tôi cầm to nhất là cắt mấy miếng to này nha. Anh Bình 10 điểm. Để quay lên xào lại cho mình chút xem. Ồ, có gió ở đây nè, gió nghe gù gù. Buổi chiều nay anh em giải quyết được một số công việc lặt vặt, còn cái ở trên nóc là phải canh năm trời nắng mình mới làm được đó nha. Đó, hợp lệ. Ngon mà bác. Ăn được không? Ngon. Vậy là bà bác chịu ăn cái món này cả nhà. Thấy ăn được nhiều. Bữa nay ăn thấy ngon miệng không? Có gì mới mốt con lại con mua con này cho bà bác ăn nữa nha. Bóng được chói luôn. À, con tôm con cua là bà bác ăn được là mau lại sức lắm cả nhà. Tại vì con cua, tôm con cua nó có canxi á. Bữa nay thấy ăn ngon miệng nè. Rồi bữa nay im rồi đó. Díu cho nó một chút à, bóp vô hả? Để đứt tay. Rồi. Bắn cái này lên. Đẹp không Nam? Vui không? Vui. Mình làm nhà cho bà cụ Nam vui lắm cả nhà. Trong đi mà coi dùng móng có bắn hay không? Vô đầu luôn. Lên. Lên. Để đi qua lại quẹt hai. Lên hả? Kỹ quá ha. Không em nào thương hết. Đâu không? Không. Không à. Ngồi. Chạy ông thương ở gì với mẹ. Nhớ sống à. Đó chưa còn con nè bà bác.
còn gì, ăn thêm một con nữa đi cho nó ngon miệng. Ăn không hết rồi. Đó là chưa lột, để ra đây một chút gấu gấu dẹp. Liền. Từ thôi. Cái này thánh liệu là cho thánh liệu 15 điểm luôn, thánh liệu quá khéo. Bắn cực kỳ đẹp luôn. Bắn luôn, bắn kia. Nhìn sáng luôn, ngắt luôn. Nhìn thẳng gan luôn. 25 điểm. Rồi hoàn thành hết rồi đó cả nhà. Giờ còn trên cái nóc nữa là hợp lệ. Cái nó thường phải dạ, phải đợi trời nắng mình mới làm được. Em bên ăn không? Mời cả nhà nhìn nước mắt có gì đơn không nha. Làm hiểu lắm. Nãy giờ quay mà chưa có mở mic anh em ơi. Giờ mời cả nhà lại đi. Không có mở mic không ai. Ở thì mình mời lại thôi. Mời cả nhà ăn cơm luôn nha. Mời cả nhà ăn cơm luôn nha. Mời cả nhà dùng cơm luôn nha. Quay không có mở mic, không có tiếng. Mời cả nhà dùng cơm luôn nha. Mời cả nhà dùng bữa luôn nha. Mời cả nhà ăn cơm luôn nha. Cháu một thịt. Mời cả nhà ăn cơm luôn nha. Bao nhiêu? 5 ổ. 6 ổ đang đông một thịt mình chuẩn bị bỏ. Mời cả nhà dùng ngứa mặt với anh em luôn nha. Nãy giờ thì Mỹ Lan với Gấu Gấu cũng làm cơm xong rồi nè cả nhà. Bữa nay thì mình có thịt heo xào củ cải xá bấu với canh bầu. Buổi chiều mình ăn đơn giản. Nãy thì có kêu thánh liệu qua mời cụ bà cụ qua bên đây dùng bữa chung luôn đó cả nhà. Nhưng mà bà cụ nói ăn cơm mà nãy no rồi. Này không có qua. Mời cả nhà dùng nước mắt quê hương luôn nha. Cần cái này. Mời cả nhà dùng rúa mặt nha. Mời cả nhà dùng uống rúa mặt với anh em luôn nha. Anh bệnh không có vô vitamin à? Không. Sao hôm nay tu vậy ta? Tu. Thiệt hả? Bệnh. Ho. Qua cái là ho này cũng rút. Mình nói tới mình ho quá rồi. Cái nhà dùng rửa mặt luôn. Vitamin. Vitamin rửa mặt đó. Rửa mặt thánh liệu. Nói vậy chứ cái món thịt heo xào củ cải. Ý kho xào kho củ cải xá bấu nè. Mình ăn bắt cơm lắm á anh mình. Đúng rồi. Với lâu đói bụng. Bà thích là củ cải lắm. Ủa nãy mình còn dư mấy miếng con ta? Hai miếng con. Cái đó thì còn đóng vòng vòng ở sao, nếu mà dư thì mình làm cái cửa luôn ha. Làm cái cửa. Còn tình hình nếu mà thiếu cái cửa tính khác nữa. Đó là mai nó xong rồi, cái chén không còn, cái chén không mình. Ừ. Tại còn dư tiền để có gì nữa mình tính không, tính khác. Thì... Ừ. Đụng cây gì cây gì đi ngang là đòn tay hay cây kèo anh ba, cây kèo ngang chứ kêu bằng cây đòn tay gì, đòn tay kèo cái xui vậy hả, đòn tay cái máy nhà của ổng thì cái máy to dưng quá trời xa ở trên đó. Nó thiếu hay là nó dư? Cái tủ của ông dư ra lộ ra ngoài là sai lắm. Cái nhà lớn đó phải không? Nhà lớn đó. Ừ. Cái đó làm mình nâng lên cả khoảng ba cao anh Bình.
bằng cái đó luôn. Cao hơn chút đi cho đi dễ. Nó máy trên nó được cỡ 2 tấc. Mình nâng cái chiều cao á, còn cái khớp thì bằng ở đó. Chương trình là anh em định làm dài ra nhưng mà không được đó nha. Thì ông bác nói làm tới đó đi. Thì gia đình mình nữa sẽ làm tới đó nhưng mà nâng cao lên chút ha. Cho dễ. Ừ thì mình làm nữa, vậy đó, cái mình chừa cái ton cho nó dư ra một chút. Mà bắn kiểu đó đó, mà bắn vô cái cây đó đường nào mà gió dở nổi đâu mà sợ. Đâm tới ngày mai cái được làm tới nay nó cắt này được. Chưa. Nè. Anh Bình chưa có hứa là ngày mai mình làm cái đó được đâu nghe. Tại vì cái đó mình dở ra là nhất định là mình phải làm lại liền. Biết sao không? Mưa là nó tạt lên tới nhà trên luôn đó. Ôi, nó không phải tơi máy đâu mà mình, cắt mình canh trời đẹp mà mình dở ra là mình làm lại liền luôn đó. Có cái kéo. Tôi nó cắt kéo đó thôi mà. Kéo mình mà cá mà. Không kéo cắt tôi đúng đấy. Mọi giờ là cắt đỡ lắm. Mới đầu thì anh em định thiếu quýnh quán hết trơn đã dư. Rồi lấy ra hai lần. Cái lời ông nói rồi, nói thầy mua phải có cái tôn đó thôi. Không có tôn nó nhỏ, 8 tấc đâu không có. Cái chỗ mua tôn sau này á Thánh Liệu. Chỗ bên chỗ tôi mới mua nè. Rồi mới mốt xài gì qua đó mua á, lẹ tóc hành luôn. Kêu là chỗ liền luôn á. Cái chỗ mình mua ton ở trên nóc chỗ đó thấy gì chứ hơi ấy đó. Hồi nãy mình hơi chậm vừa chạy về tới đây nữa là ảnh chở ton tới rồi đó. Ừ. Chị chưa thấy được các con mình như chị nữa à. Chắc bình thường đó. Chị nãy nó nhỏ làm anh. Mình kéo. Giờ biết cắt cắt nữa, mấy giờ biết cắt ở đó luôn, nằm đó luôn. Giờ thì mấy anh em cũng hoàn thành công đoạn ở mé dưới rồi đó cả nhà. Thì còn đợi làm cái nóc nữa là ok. Thì tranh thủ đợi ngày mai hoặc là ngày mốt, thì trong vòng ngày mai ngày mốt là sẽ làm cho rồi. Sợ là đang vô bão số 4 này, nếu dở ra mà ổng mưa chụp xuống thì anh em làm không kịp. Thì mình canh đẹp trời là mình làm đó. Giờ thì để cho anh em ăn cơm với vô vitamin cho nó giãn gân giãn cốt. Chút nữa là gia đình mình về. Video của gia đình mình chắc xin tạm dừng tại đây cả nhà. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Xin chào tạm biệt cả nhà luôn nha.